nhu cầu đi máy bay là rất lớn. Song hành với nó là nhu cầu đi xe phục vụ cho việc ra vào sân bay cũng rất lớn. Tuy nhiên, có rất nhiều hành khách lần đầu tiên đến sân bay Tân Sơn Nhất sẽ không nắm được những thông tin như là phí gửi xe ở sân bay Tân Sơn Nhất, cách đón xe đến và rời sân bay Tân Sơn Nhất, cách phân làn đón trả khách tại sân bay Tân Sơn Nhất, cũng như là xe đón khách ra vào sân bay Tân Sơn Nhất được dừng bao nhiêu phút. Vậy thì trong video này, Blog Du lịch sẽ cùng các bạn tìm hiểu những thông tin này nha. Đầu tiên, phí gửi xe máy ở sân bay Tân Sơn Nhất là như thế nào? Bãi gửi xe của nhà xe được thiết kế với hệ thống cổng có ghi tên ngay đường thẳng các bạn chạy vào sân bay. Bãi giữ xe nằm tại khu vực bến xe buýt của sân bay Tân Sơn Nhất hoặc nằm cạnh nhà ga quốc nội, các bạn sẽ rất dễ dàng khi mới ra vào. Khi các bạn muốn gửi xe máy tại sân bay Tân Sơn Nhất, các bạn có thể gửi tại nhà xe TCP Park của sân bay hoặc là các địa điểm Sài Gòn Airport Plaza, Blackson Plaza, v.v. 2. Giá gửi xe máy ở sân bay Tân Sơn Nhất. Gần đây thì giá gửi xe đã tăng và tính dựa trên số giờ các bạn gửi. Bảng giá gửi xe máy tại TTC Park như sau. Giá gửi xe máy bao gồm xe số và xe tay ga, xe điện không bao gồm giữ mùa bảo hiểm. Trong 4 giờ đầu tiên là 6.000 đồng cho một xe một lượt. Thêm 4 giờ tiếp theo là 1.000 đồng cho một xe trên 4 giờ. Trên 8 tiếng tiếp theo thì là 7.000 đồng cho một xe trên 8 giờ. Phí gửi xe tháng là 180.000 đồng cho một xe một tháng. Giá gửi xe máy theo cách tính mới là 6.000 đồng dưới 4 giờ, dưới 8 tiếng là 7.000 đồng. Khi gửi thêm 8 giờ tiếp theo thì cộng thêm 7.000 đồng, tức là 14.000 đồng. Trước đây là 10.000 đồng cho 16 giờ và cứ thế cộng lên. Đến giờ thứ 17 tức là 21.000 đồng, trước đây là 15.000 đồng. Giá và hình thức gửi xe theo tháng thường chỉ áp dụng cho nhân viên làm việc tại sân bay. Có một lưu ý nhỏ là các bạn nên tự bảo quản bảo hiểm của mình cẩn thận vì dịch vụ giữ xe ở đây không bao gồm việc trông giữ một bảo hiểm đâu nha. 3. Giá gửi xe ô tô tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đối với xe ô tô từ 4 đến 8 chỗ, thu từ 90 phút đầu tiên là 25.000 đồng cho một lượt, tăng thêm 5.000 đồng một lượt so với trước đây. Từ phút 90 đến 24 giờ là 10.000 đồng một giờ và trên 24 giờ là 75.000 đồng cho 12 giờ. Phí gửi tháng là 1,6 triệu đồng cho một xe. Đối với xe ô tô từ 9 đến 29 chỗ, 90 phút đầu tiên là 40.000 đồng cho một lượt, trên 90 phút đến hết 24 giờ là 15.000 đồng cho một giờ và trên 20 giờ là 150.000 đồng cho một giờ. Ô tô từ 30 chỗ trở lên, 50.000 đồng một lượt cho 90 phút đầu tiên và 20.000 đồng một giờ cho 90 phút trở lên. Không có dịch vụ gửi tháng cho các dòng xe từ 9 chỗ trở lên. 4. Cách phân làn đón trả khách tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tại nhà ga quốc nội sẽ được chia làm 4 làn. Trong đó, làn A chỉ dành cho phương tiện đưa khách đi máy bay, cảng đã phối hợp lắp đặt biển báo là cấm đón khách. Còn làn B, làn C chỉ dành cho các phương tiện đón khách, trừ xe taxi, xe kinh doanh vận tải. Cảng hàng không Tân Sơn Nhất cũng đã phối hợp lắp đặt biển báo là cấm xe taxi, xe kinh doanh vận tải. Còn làn D, trong nhà xe TCV chỉ dành cho xe taxi, xe kinh doanh dịch vụ vận tải đón khách. Cảng cũng đã phối hợp lắp đặt biển báo, đường dành cho xe ô tô và biển phụ có nội dung là xe taxi, xe kinh doanh vận tải. Đối với xe từ 25 chỗ trở lên thì chỉ được dừng đón trả hành khách tại khu vực dành riêng là khu vực ngoài trời phía trước nhà xe TCP. Còn điểm đón xe buýt tại cột 12 làn B ga quốc tế đến dành cho cả hành khách quốc tế và quốc nội có nhu cầu đi xe buýt. 5. Xe đón khách ra vào sân bay Tân Sơn Nhất được dừng bao nhiêu phút? Sân bay Tân Sơn Nhất lưu ý tất cả các phương tiện dừng đón trả khách không được quá 3 phút. Các làn đường đã lắp đặt hệ thống camera giám sát cố định để tiến hành ghi hình phương tiện dừng, đổ sai phép để cơ quan chức năng phạt nguội. Ngoài ra, để hạn chế ùn tắc ở khu vực trước nhà ga quốc nội, thì sân bay Tân Sơn Nhất khuyến khích hành khách gửi phương tiện tại nhà xe TCP trước khi vào nhà ga. 6. Vì sao không đón được xe taxi công nghệ tại sân bay như là taxi truyền thống? Do các loại xe công nghệ như là Grabcar hay là Bicar chưa có ký nhận quyền khai thác với sân bay, cho nên khách đi các loại xe này phải lên tầng 3, 4, 5 của nhà xe TCP và chịu thêm phí là 25.000 đồng. Nếu khách không muốn trả khoản phí này thì phải lội bộ ra phía ngoài đường Trường Sơn phía trước sân bay đón xe. Cụ thể, hành khách phải chịu thêm khoản phí là 25.000 đồng cho một lượt, bao gồm phí đậu xe trong 90 phút và lượt miễn phí tiền ra vào sân bay khi đưa xe vào nhà xe thay vì mức 10.000 đồng vào cổng sân bay như trước đây. Thậm chí, mức phí này còn tăng lũy tiến theo số giờ đậu xe thực tế. 7. Vậy làm sao để phân biệt được xe công nghệ hay là xe riêng?
vì cũng không hiểu lắm cho nên cũng có một số người thắc mắc về việc vì sao không làm giả xe cá nhân đón người nhà để có thể đổ xe ở các làn BC đón khách, thì được tài xế xe công nghệ nói thêm: "Không được đâu em ơi, trước xe có tấm biển là xe hợp đồng, còn có tem trên xe, rồi còn có cả dòng chữ, tính mạng con người là trên hết nữa. Không có là bị phạt ngay 4 triệu đồng đó em. Với cả giờ xe anh còn biển trắng, chứ năm sau là bắt buộc xe kinh doanh phải chuyển biển vàng rồi mà." 8. Các hãng bay nằm ở đâu trong nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất? Khi các bạn đón xe taxi đến sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng không biết sẽ đi về hướng nào để đến được quầy làm thủ tục của hãng bay, thì các bạn nên lưu ý rằng tại sân bay Tân Sơn Nhất được chia làm 3 khu vực. Khu vực trung tâm nhà ga là ga đến, dành cho những hành khách vừa đến sân bay Tân Sơn Nhất. Khu vực bên trái của nhà ga đến là khu vực làm thủ tục của 3 hãng hàng không, bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Bamboo Airways và Vasco. Khu vực bên phải nhà ga là nơi làm thủ tục của hãng hàng không Vietjet Air. Hy vọng với những thông tin này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về các quy định tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nếu có thiếu sót thông tin gì, các bạn có thể bình luận góp ý để thông tin được chính xác hơn nhé. Các bạn thấy video hôm nay của blog du lịch như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ cảm nhận của mình nha. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần chọn video ở bên tay trái hoặc bên tay phải màn hình nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và nhấn theo dõi kênh để nhận được thêm nhiều video mới nhất về kinh nghiệm đi du lịch. Chúc các bạn sẽ có được những chuyến đi thật nhiều niềm vui và trải nghiệm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.